Trong tập trước, nàng Simi chịu sinh thành con gái của ông vua, bạo chúa siêu phản diện, cứ tưởng đời mình toi, ai ngờ dính ngay ông bố, cuồng yêu con gái siêu cấp, đến mức con gái phung sự ở mặt cũng bảo là con gái đang vui chơi với mình. Chịu luôn. Và cuộc sống của Simi sẽ như thế nào khi sống chung với ông bố bạo chúa này? Mời bạn đón xem tập tiếp theo. À, đủ ba bắt được con nè, Miu Miu. Nè, con gái, đứng lại đi, nè, ba bắt nè. Đứng lại. Ba chạy chậm quá. Trời ơi, đúng thiệt là mấy đứa nhỏ bây giờ nó uống sữa gì mà nó chân nó dài, nó chạy nhanh dữ rồi trời. Đứng lại. Máy bay nè, có bay cao trời, bay cao trời nè. Vui quá bài, yeah. Ông ngon. Bánh này ngon quá à bài. Đối với con, ba đúng là một người ba vĩ đại, tuyệt vời nhất. Trời, tất nhiên rồi. Ba không thương con thì thương ai bây giờ? Dạ. Ăn đi con, trời ba mua nhiều lắm đúng không? Trời ơi, cuối cùng thì con gái của ta nó cũng đã cảm nhận được tình yêu thương của ta dành cho nó rồi. Trời, con quen, ăn đi con, ăn đi. Dạ, trời ơi, vui quá. Đi chơi chung với con gái thật là vui. Đức vua, tỉnh lại đi ạ, à, Đức vua. Ủa, gì ạ? Ngài không sao chứ ạ, tôi thấy ngài hơi ngờ, không biết là có vấn đề gì không ạ? Ai, làm gì có vấn đề gì đâu, ta chỉ đang ngồi tưởng tượng một chút. Nhưng mà khoan đã, hình như từ sáng giờ ta chưa gặp con gái của ta. Không được, ta phải đi rủ con gái của ta đi chơi mới được. Dẫn nó đi sở thú công viên rồi nữa chứ. Ta làm cha là phải biết quan tâm đến con gái của mình. Con gái ơi, con gái. Con gái ơi, con gái. Hôm nay ba rảnh lắm nè, con có muốn đi chơi không? Không, ba thích ba đi chơi mình đi, hôm nay con muốn ở nhà. Trời ơi, con gái hết đuôi ba rồi, ba ngủ đi chơi, không chịu đi chơi, ba giận luôn à. Hết đuôi tôi hiểu không, tôi giận dỗi à. Chịu thật chưa? Không chịu. Gái hết đuôi ta rồi. Nè, ba tính ra con là con nít, ba là người lớn, sao ba khóc vậy vậy ba, nhìn con nè. Ông trời ơi, ông hèm mau, con phải đi chơi ba cơ. Rồi rốt cuộc ai bây giờ con nít vậy trời. Chịu ông bố này luôn á. Rồi gọi ba, và con xin lỗi ba, bởi vì con không đi chơi với ba. Chịu. Rồi, bây giờ con đi chơi với ba được chưa? Thiệt hả, được, ba đồng ý, vậy mình đi chơi nha. Chịu ba luôn á. Rồi, thế bây giờ ba muốn chơi trò gì nè, để con đi chơi với ba. Để ba nghĩ coi cái trò chơi tuổi thơ của ba. À, bọn mình chơi trốn tìm đi. Bây giờ ba sẽ úp mặt vô tường nè, còn con đi trốn nha. Hả? Thiệt luôn hả trời? Ủa, ba chắc là ba tìm được con vậy? Trời ơi, con mày nói vậy. Ba lớn hơn con tận mấy chục tuổi lần, làm sao mà không kiếm được con chứ. À, con đi trốn đi. Rồi, con đi trốn nha. Chịu ba được chứ. Rồi, ba đếm từ 1 tới 10 đi, con đi trốn liền nè. 1 2 3 Con gái ơi, con gái đâu rồi nè? Phát hiện rồi nha. Ủa, không có vậy. Con gái ơi, con gái ở đâu vậy? Đây, ba có bim bim ngon lắm nè. Con gái ơi. Ngon dạ. Con gái. Khách ba kiếm được con luôn á, liêu liêu. Ủa, con gái con trông ở đâu kỳ quá vậy ta? Rồi, chẳng lẽ mình dài vậy mình không kiếm ra được trời. Con gái ơi, con đâu rồi nè? Trời ơi, tính ra ba lỡ người ba nuốt dễ sợ. Mình trốn trên này mà không tìm được mình nữa. Thôi đi xuống vậy. Ây à, đau quá. Cái gì trời? Ôi trời. Một anh chàng sao? Nè, anh trời ơi, cái gì rớt xuống người mình vậy ta? Đau quá. Anh Ủa
Là một bé gái sao? Anh gì đó, anh có sao, em xin lỗi nha. Hồi nãy em chơi trốn tìm xong bị té xuống, xong em đụng trúng anh và em xin lỗi anh nhiều ạ. Thôi không có gì đâu, mà em có sao không vậy? Con gái con đứa mà leo trèo vậy là không tốt đâu nha. Dạ em không sao ạ. Vậy thì tốt rồi. Thôi bây giờ anh đang bận chút việc, anh đi trước nha. Dạ vâng, chào tạm biệt anh ạ. Anh ấy là ai vậy ta? Anh gì đã đấy, đẹp trai quá à. Ê, mình đang nói gì vậy? Mình đang chơi chúng tìm với ba mà. Ui. Nhưng mà anh ấy đẹp trai thật chứ. Thôi, bây giờ mình phải đi về cung điện mới được. Nhầm chán quá à. Ủa ba, là sao con phải ngồi ở đây giờ? Con muốn về phòng chơi cơ. Ơi, con gái à, con ở đây với ba một tí thôi. Tại vì hôm nay gia đình chúng ta sẽ có một vị khách tới. Cho nên là ba muốn là cả gia đình mình phải ra đây để tiếp đón vị khách này đó mà. Quá, cũng được. Anh ta tới rồi kìa. Xin chào Đức Vua. Không biết là ngài chờ tôi có lâu không ta? Cũng không lâu lắm đâu. Nói chung là cậu cũng khá là đúng giờ đó. Ủa, khoan. Đây là anh chàng sáng nay nè. Anh chàng nào con? Dạ, anh trai. Ủa, đây là bé gái. Nè con, sao con lại ôm anh ta hả? Trời, sao ba kêu con ôm, ba con không chịu ôm mà con ôm anh ta hả? Con quên nói với ba mất. Đây là anh chàng sáng hôm nay lúc mà con chơi trốn tìm á. Lúc mà con bị té từ trên cây xuống, anh ấy là người giúp đỡ con á. Thiệt hả? Dạ vâng, anh trai giúp đỡ con nè. Thì ra là như vậy. Phải được rồi, cảm ơn cậu rất là nhiều vì đã giúp đỡ cho con gái của ta. Nếu mà đã như vậy rồi thì cậu chính là ân nhân của gia đình ta. Vậy thì hãy ở lại đây và ăn một bữa cơm với gia đình của ta nha. Không dám, đó là điều mà tôi nên làm mà. Thôi, bây giờ tụi mình cùng đi ăn cơm đi ba, đi ăn cơm thôi. Được, đi thôi nào. Đi thôi. anh ơi, anh có muốn ăn bánh kem nữa không? Cái bánh này ngon lắm á. Anh vậy thì anh cảm ơn nha. Cảm ơn em. Cái thằng nhóc con đáng ghét này dám sử dụng mỹ nam kế để dụ dỗ con gái của mình hả? Từ đó vợ con gái mình không thèm đút cho mình miếng bánh nào vậy mà. Tức quá mà. Cậu trai trẻ, ta có tí việc muốn nói chuyện riêng với cậu. Đi ra ngoài đây với ta xíu. Con gái ngồi ăn ngoan nha con. Đi đây. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Anh đi ra ngoài một chút nha em. Dạ vâng ạ. Ba mình sẽ nói chuyện gì với anh hoàng tử kia ta? Này cậu trai trẻ, tôi cũng không muốn làm khó cậu đâu. Nhưng mà cậu có thể nào tránh xa con gái tôi ra một tí được không hả? Tránh xa? Ý ngài là sao? Thì con gái của ta là con gái cưng của ta. Ta không muốn chia sẻ nó cho bất cứ một ai cả. Ta thấy cậu với nó có vẻ thân thiết đó, nhưng ta không thích điều đó. Chắc là ngài đang có hiểu lầm gì đó rồi. Hiểu nhưng mà một người như là Đức Vua Bạo Chúa đây mà phải cúi mặt trước con gái của mình sao? Tiếc về lại Đức Vua là con gái của ngài lại rất là thích tôi. Nhưng mà tôi nghĩ điều đó cũng tốt mà. Nếu mà sau này con gái của ngài và tôi trở thành một cặp thì sẽ ra sao nhỉ? Ngươi nghĩ rằng là ta sẽ để cho chuyện đó xảy ra hay sao hả? Không có đâu, ngươi đừng mơ. Còn việc mà ta phải cúi đầu trước mặt con gái của ta, bởi vì đơn giản đó là tình thương ta muốn dành cho con gái của ta thôi. Ngươi đừng nghĩ ai ta cũng sẽ đối xử như vậy. Tất nhiên rồi Đức Vua. Tôi đây thì đâu có dám làm như vậy đâu. Nhưng mà chuyện gì tới á thì nó cũng sẽ tới rồi. Tôi xin phép đi trước ạ. Thằng nhóc con này,
Ngươi dám âm mưu để hãm hại con gái của ta sao? Ngươi sẽ biết tay ta. Ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu. Ta là gì đối với con hả? Con của con ta là cha của con không? Tại sao mà con cứ tỏ ra lạnh nhạt với ta vậy? Con có thương cha không? Ba cứ hứa ngày ôm con rồi khóc lóc làm sao con chịu nổi. Ủa, tự nhiên sao hôm nay cha lại nói vậy với con? Hả? Không có chuyện gì đó. Chẳng qua là cha muốn biết rằng là con xem ta như thế nào thôi. Trời đất ơi, cha thiệt á. Đối với con á cha, thực sự ba là một người cha rất là vĩ đại nè, rất là tốt bụng nè, là và đặc biệt hơn nữa lúc nào cũng chiều yêu thương con hết trơn á, được chưa? Được rồi. Và đối với con, cha là một người rất là quan trọng. Con sống không thể thiếu cha được. Đó, được chưa? Được rồi. Con nói như thế thì ta rất là mừng. Đương nhiên, con là con gái của ba mà. Anh trai hoàng tử. Kính thưa Đức Vua. Hi. Cậu sao? Đúng rồi. Cha ơi, cha cho con với anh trai hoàng tử này đi chơi một chút xíu nha. Được không? Thôi được, con cứ đi chơi đi nha. Dạ, thưa Đức Vua. Hôm nay ở bên dưới dân làng á đang có một cái lễ hội, nên là tôi định dẫn con bé này xuống dưới để đi chơi một chút xíu. Ngài yên tâm, đi một chút xíu rồi về thôi. Ba yên tâm nha. Thật ra là ta vẫn có thể tự đưa con gái của ta đi, nhưng mà chẳng qua là ta đang hơi bận việc một tí thôi. Hai đứa đi chơi vui vẻ nha. Dạ vâng. Con cảm ơn Đức Vua nha. Chắc là con sẽ về sớm nè. Thôi anh trai tụi mình đi thôi. Đi đi chơi đi chơi. Cái tên nhóc đầu xăng này, Hắn ta dám. Ngươi tưởng là ngươi có thể đưa con gái của ta đi một cách an toàn và dễ dàng vậy sao? Không có chuyện đó đâu. Tức quá mà. Ngươi sẽ biết tay ta. Trời ơi, thằng nhóc con này, tức quá mà. Nhưng mà có khi nào nó nói đúng không ta? Mình không xứng đáng làm cha của đứa trẻ. Bé gái ơi. Dạ em nghe nè, sao giờ hoàng tử? Công nhận hôm nay đi chơi vui thật á. Nhưng mà anh có thể hỏi em một việc được không? Dạ được, anh nói đi. Em có muốn về cung điện của anh để ở không? Hả? Về cung điện của anh hả? Đúng rồi. Nhưng mà tại sao chứ? Hả? Để anh nói cho em nghe. Ở cung điện của anh á, hiện tại đang là một đất nước cực kỳ phát triển, cực kỳ hùng mạnh luôn. Nhưng mà bây giờ em thử nhìn lại cha của mình xem. Cha của em á, trước đây từng là một đức vua bạo chúa, khiến cho bao nhiêu đất nước láng giềng phải khiếp sợ. Vậy mà giờ đây ông ta chỉ là một kẻ yếu đuối thôi, không có xứng đáng trở thành cha của em đâu. Nên là em phải về cung điện của anh ở đi. Chắc chắn ở nơi đó sẽ rất an toàn cho em. Em sẽ có thêm nhiều quyền lực nữa.
Anh nói gì cơ? Công chúa, sao cô lại tát tôi? Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao? Anh nói gì cơ? Ba tôi là người quê mùa, ba tôi là người không có địa vị. Nè, tên học tử kia, công nhận tụng thích âm thật đấy, bởi vì anh dễ thương á. Nhưng nếu anh dám đập tới ba tôi sẽ không để anh yên đâu. Và nếu anh vẫn có suy nghĩ như vậy, thì từ bây giờ, đối với tôi, anh chỉ là kẻ thù. Công nhận là cô bé này thú vị thiệt á. Thôi, bây giờ anh đi nha. À, hả? Mà cũng đừng quên á, là cho anh gửi lời chúc sức khỏe tới ba của em nha. Hả? Cô bé. Anh đi đây. Nè, đi luôn đi nha. Ta không thèm ngươi đâu. Chê. Tưởng thế nào thì ra cũng chỉ một tên ngốc mà thôi. Chứ, nghĩ sao vậy? Dám xúc phạm ba ba của mình sao? Bà ba ba ơi, con thấy ba nấp ở đầu kia rồi nha, bà đừng có nấp nữa, không biết rồi đó. À, có gì đâu, ba ba vô tình, ba ba đi ngang qua đây, đi chơi lễ hội. Không có gì, ba ba đâu có theo dõi con đâu. Thật không, nãy chiều con đi chơi con thấy hình bóng của một ai đó cứ đi qua đi lại hơi bị nhiều đó nhá. Hả? Thiệt mà. Nhưng mà hồi nãy con gái nói là thiệt đó hả? Thật mà. Ủa, chứ ba nghĩ sao vậy? Con gái của ta trời. Đúng thiệt là con gái quen của ta, ta thương nhất trên đời là đúng rồi trời. Ba yên tâm, dù có bất cứ ai giàu hơn ba, đẹp trai hơn ba hay như thế nào, nhưng mà nếu hắn ta dám đụng tới ba, con sẽ quánh hắn ta luôn và mặc kệ hắn ta luôn. Nghĩ sao dám xúc phạm ba ba của mình vậy? Đối với con, ba ba là nhất mà. Con gái của ta, ta là một vị vua bảo vệ cả đất nước này, nhưng mà chỉ có một mình con gái của ta chỉ mới dám đứng lên để bảo vệ ta mà thôi. Đúng thiệt là con gái của ta thương quá. Dạ thôi ba ba, bây giờ tụi mình đi về nha, được không? Thôi được rồi, leo lên đây ba ba cổng nè. Chắc chưa vậy? Được rồi, hỏi tạm đi, ba ba ăn cơm rồi cho nên là ba ba khỏe lắm rồi. Yeah, đi thôi, đi về thôi. Máy bay bay nè. Yeah.